mình học từ Singapore. Bạn Singapore. Ông thầy nó ra cái bài toán liên quan tới lực lượng giác mà ngồi mình giải cho nó. Hồi đó mình giải của em giải tay xong ngồi chưa? Nó ngồi nó kệ mình, nó giải hoài, nó giải không xong, nó lấy máy tính bấm. Bấm hoài nó bấm hảo xong. Bực mình mà nói giải lâu dữ mày. Mới giờ nói giải lâu dữ mày, nó nói giải nhanh dữ mày. Cái thằng của em nói mình giải nhanh. Cái mà nói cái này ở cấp 3 tao học hết rồi. Mình mới vừa nói cái nó kêu học chi nhiều dữ mày. Các bạn thấy mát rồi không? Quỷ nó mất rồi thiệt. Mà chuyện của con người cái lại nó nói cũng to to đấy. Các bạn nhớ hồi các bạn học tới đó kinh khủng không? Trời ơi mình nhớ. Cái giai đoạn đó mình lăn ra học tới đó kinh khủng không? Bây giờ mình không biết nó làm gì các bạn ơi. Biết làm gì được chết liền. Mấy năm nay mình tự lý giải. Biết hồi đó học đó làm gì? Có bạn? Có. Rất nhiều bạn ở đây học đại học rồi có. Hồi mình học đại học là mình học 42 môn, các bạn học bao nhiêu tiết, chứ hồi mình học là 42 môn. Ok không? Các bạn học có nhiều môn không? Có những môn bây giờ học như vậy thì có. Học rồi mà không biết làm cái gì, người ta gọi là học gì? Học huy! Đúng rồi! Đầu năm nhà trường bắt ông cái vậy? Học huy! Nhà trường nói rồi. Ok bạn? Các bạn nhanh ra đây. Bộ ba người cũng cảnh, đúng là học huy luôn. Ok bạn? Lúc này cũng mình mới ngộ ra. Mình mới ngộ ra, mình mới quay qua Singapore. Mình nói cái này nó hay nè. Nhưng mà mình hỏi nó dạy học cái gì mày? Bắt đầu nó mới chửi mình. Nó là mày đừng có học mấy cái quỷ đó. Con này nó ngộ rồi, vậy chứ học gì? Nó mày học mấy cái quỷ đó mà đi làm ông thôi. Vậy học gì? Nó nói học cái gì ra là chủ học. Con này nó ngộ nha. Mà nó nói cũng hay nè. Sao hồi giờ không ai nói mình cái này à? Mà lúc đó mình cũng chưa ngộ ra, bắt đầu mình có lý giống như nó. Mình nói như mày thì thằng nào cũng ra làm chủ, ai làm công cho mày. Ok bạn, mình mới vừa nói câu đó, cũng bắt đầu cũng có nói mình. Ê, mày an tâm đi. Ở xã hội rất nhiều thằng nó nói cái câu đó. Mà thằng nào nó nói câu đó là nó cái chọn nó ở đây làm công mà mày biết không? Đó là mày lo ra mày làm chủ đi, mày đừng có lo chuyện đó. Ok bạn, quá thú vị bạn. Đó là mình lo lắng khi giao quyền cho người khác à, từ một người không có tiền trong túi à, và không có biết là mình nên làm gì tiếp theo. Sau khi được thầy đôn đốc và theo chiến lược kinh doanh tạo sự nghiệp riêng cho mình thì hiện nay thì mình đã sở hữu 5 nhân viên và công ty có doanh thu hơn 300 triệu một tháng. Thì mình không nhấn mạnh là các anh chị vào đây các anh chị sẽ là giàu lên nhanh chóng, mình không nói điều đó. Mà đây là chiến lược chúng ta làm giàu bền vững. Bền vững chứ không phải là nhanh chóng. Ai đó nói rằng làm giàu cách nhanh chóng là người đó sai. Chúng ta làm giàu một cách bền vững và rất cảm hứng. Rất cảm hứng. Thật sự Long rất là thích cái tinh thần đầu tiên khi bước vào khởi nghiệp chúng ta máu lửa. Là một thời gian bắt đầu nhiều việc lên. Bắt đầu tìm hiểu kia, bắt đầu lo lắng đủ thứ. Bây giờ mình đang bị cái đó là đang nhích động. Và khi mà mình thấy thầy vẽ ra là cái này ấy, mình rất là thích. Hồi xưa thầy mới vẽ cái đoạn này thôi nè, thầy có nói cái này. May sao hôm nay mình vô mình thấy thầy cái này. Nên nó thật là mình là làm hướng dẫn viên hơn 7 năm. Mình rất là tự hào về chuyên môn của mình. Chưa từng làm giảng viên 1 năm nữa. Đó, mình rất là tự hào đó, mình ra làm vô được tiếng Hạ rồi. Nhưng mà khi thầy vẽ này lên mình nói chết nè. Chuyên môn không để làm gì hết á. Chuyên môn không để làm gì hết á. Học marketing, học sale và học lãnh đạo là sướng nhất à. Mình có thể dùng người khác chỉ làm việc cho mình. Và mình đang tìm những người như vậy. Mình cũng đã tìm được một người bạn rất là giỏi. Anh đó cùng lứa với mình mà trong thời gian ngắn tới là anh đó lại thay thế mình làm cái việc chuyên môn về du lịch. Mình sẽ đi tìm tiếp người và mình sẽ làm chủ công nghệ thôi. Và cái khó khăn tiếp theo mà mình cũng đang gặp mà mình rất là thích cái mô hình này đó là khi làm một thời gian mình mở rộng ra, mình phải tìm hiểu thêm về web, về công nghệ, giống thầy nói là Azure đó mình cũng đang dùng á. Thì mình thấy nó rất là phức tạp, tại vì nhức đầu công nghệ nè. Chúng ta làm kinh doanh cũng dính vào công nghệ, cũng nhức đầu. Và mấy tháng liền mình rất nhức đầu, mình cứ căm nhìn vào đó, làm sao đến top đây, làm sao mà đấu lại đối thủ đây, làm sao mà hiểu rõ công nghệ đây, cái mất năng lượng. Thì ngay lập tức là mình quay lại là mình trao đổi với mấy anh chị lớn hơn và thầy thì mình nhận ra là mình không nên can thiệp sâu quá.
can thiệp sâu rất là khổ, và nó làm mất cái sáng tạo chúng ta, nó làm mất đi cảm hứng và nó ngăn cản chúng ta bước tiếp. Nên một lần nữa rất là cảm ơn thầy, một lần nữa rất là thích cái mô hình này, và chúc anh em ở đây chúng ta sẽ có những bước tiến thật là nhanh.